Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng đến với một giọng ca vàng đến từ câu lạc bộ xóm 8B, ca sĩ Ánh Nguyệt với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn, Thăm Bến Nhà Rồng. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Phố Sài Gòn khi xuân đẹp mong tươi,
thăm bên nhà rồi, lòng tôi